Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Có câu nhất quá tam, sự việc trùng hợp lắm thì cũng diễn ra chỉ 3 lần rồi thôi. Ai có ngờ đâu bị một con rắn cắn 8 lần trong tháng lại có thể diễn ra. Để rồi sự việc này đã khiến cho dư luận địa phương phải xôn xao. Nhưng bất ngờ nhất chính là động thái của gia đình khiến cho nhiều người phải tin vào sự huyền bí. Vậy chi tiết về câu chuyện như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Sự việc kỳ lạ này xảy ra với một cậu bé có tên là Yashraj Mishra ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cậu cho biết mình đã bị cắn 8 lần trong vòng 1 tháng bởi cùng một con rắn. Mặc dù Mishra đã vượt qua và sống sót một cách thần kỳ, Yashraj Mishra đã phải nhập viện nhiều lần vì bị rắn cắn. Lần cuối cùng loài bò sát này tấn công cậu bé là khoảng 1 tuần trước, vào ngày 25 tháng 8, khi cậu bị nó cắn lần thứ 8 chỉ trong vòng 1 tháng. Cậu bé cho rằng mình đang trở thành mục tiêu của con rắn này và vô cùng lo sợ. Sau khi biết tình trạng của cậu, gia đình đã đưa Mishra đi gặp bác sĩ để chữa trị, cũng như mang các loại bùa chú đuổi rắn. Tuy nhiên, tất cả dường như không hiệu quả. Sau khi cậu bé bị cắn lần thứ 3, gia đình đã đưa cậu sang nhà họ hàng ở làng bên, nhưng dường như con rắn đã theo dõi và lần ra tung tích và tiếp tục cắn cậu bé. Sau khi con trai tôi bị rắn cắn lần thứ 3, tôi đã gửi con đến nhà họ hàng ở làng Bahadurpur. Vài ngày sau, con trai tôi cho biết là nhìn thấy con rắn đó ở gần nhà họ hàng và rồi lại bị nó cắn. Yashraj lại phải nhập viện chữa trị, cha của cậu bé cho biết. Chúng tôi không thể hiểu tại sao con rắn lại nhắm vào Yashraj. Thằng bé hiện đang rất hoang mang và sống trong lo sợ. Chúng tôi đã cúng cầu vài lần và giờ gọi cả thầy bùa đến để bắt rắn, nhưng tất cả đều chưa hiệu nghiệm. Hiện chưa rõ con rắn cắn Yashraj là loài rắn nào, nhưng nếu cậu bé sống sót sau 8 lần bị cắn thì chắc chắn không phải rắn độc. Tiếp theo là sự việc vạch trần tội ác của kẻ Sở Khanh giết chị để yêu em. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thị Hường, 23 tuổi, ở thị xã Bạc Liêu. Vào hôm định mệnh, Trần Văn Minh, 28 tuổi, cùng ở thị xã Bạc Liêu, là người yêu của chị Hường, đã đưa chị về nhà trong tình trạng bị chấn thương ở đầu và đã tắt thở. Quá bất ngờ trước sự ra đi của con gái mà ít phút trước còn vui vẻ hớn hở trong niềm hạnh phúc của thiếu nữ đang yêu, gia đình chị Hường hỏi dồn Trần Văn Minh thì được biết hai người có hẹn nhau đi chơi vào buổi tối, nhưng Minh chờ mãi không thấy Hường tới nên đã nóng ruột qua nhà của Hường để kiếm. Nào ngờ trên đường đi, Minh phát hiện người yêu nằm chết gục trên đường, bên cạnh là chiếc xe đạp. Tuy đã báo công an về cái chết của con gái, nhưng do công an địa phương kết luận tai nạn gây ra cái chết của chị Hường không có khả nghi nên gia đình cũng đành cho qua. Thấm thoát thời gian trôi qua, ngày giỗ đầu của chị Nguyễn Thị Hường đã đến. Với nhiều người, thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm chữa lành các vết thương lòng. Nhưng với cha mẹ của chị Hường, tự dưng rơi vào cảnh tre già khóc măng, nên nỗi đau vì mất con trong lòng họ vẫn chưa thể nguôi ngoai. Và cũng vì sự đau buồn này mà họ để ý thấy rằng, tuy luôn nói rằng rất yêu chị Hường, nhưng sau cái chết của người yêu, Trần Văn Minh không có biểu hiện đau khổ như một người vừa mất đi người yêu. Nhưng ngày cúng giỗ chị Hường, mình tuy có đến nhưng vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Không những thế, chỉ một thời gian ngắn sau khi người yêu chết, Trần Văn Minh đã ra mặt tán tỉnh em gái họ của Hường. Vốn trước đây vẫn nghi ngờ về cái chết đột ngột của con gái mình, nay lại thấy thái độ của người yêu con gái như vậy. Hơn nữa, mình cũng chính là người cuối cùng gặp chị Hường và cũng là người đưa xác chị Hường về nhà. Bố mẹ của chị Nguyễn Thị Hường đã gửi đơn đến cơ quan công an yêu cầu điều tra lại nguyên nhân cái chết của con gái. Sau khi xem lại hồ sơ vụ việc, nhận thấy nhiều điểm chưa được làm sáng tỏ, cơ quan công an quyết định vào cuộc để điều tra lại vụ án. Theo hồ sơ trước đây, thì thời điểm chị Hường tử vong là vào buổi tối nên đường vắng, không có ai chứng kiến. Do đó, để làm rõ nguyên nhân cái chết, nhất thiết phải tiếp cận với tử thi. Cơ quan điều tra nhận định, mặc dù chị Nguyễn Thị Hường đã được chôn cất hơn một năm, nhưng dấu vết có thể vẫn còn. Và họ đã quyết định mời bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền, khi đó là giám định viên trưởng, tổ chức giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh xuống khai quật mộ cô gái trẻ để khám nghiệm lại tử thi. Với ông Nguyễn Thanh Tuyền thì đây là vụ án dù diễn ra đã lâu nhưng ông không quên vì nó có liên quan trực tiếp đến sự an nguy tính mạng của chính ông cũng như là uy tín nghề nghiệp. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên giám định viên trưởng tổ chức giám định pháp y thành phố Hồ Chí Minh kể lại: thời điểm khai quật đã là hơn một năm sau khi nạn nhân chết nên xác của nạn nhân đã phân hủy nhiều. Tuy nhiên, khám nghiệm những dấu vết để lại trên xương sọ của nạn nhân, tôi khẳng định đây không phải là tổn thương do tai nạn giao thông. Nghiên cứu kỹ vết thương trên đầu của nạn nhân, tôi nhận thấy vết thương này là do một vật có đầu tròn tác động một lực rất mạnh vào chính thái dương khiến cho nạn nhân bị tụ máu não và chết ngay tại chỗ. Vật tác động đó ngoài việc có hình tròn còn có một điểm nhỏ như cái máu. Từ kết quả này, tôi tạm kết luận là vết thương trên đầu của nạn nhân là họng súng gây ra, điểm nhỏ chính là đầu đuôi của nòng súng.
Tuy nhiên, với trách nhiệm nghề nghiệp, giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền cũng chưa vội đưa ra kết luận chính thức ngay. Ông đã hỏi gia đình của nạn nhân về địa điểm xảy ra tai nạn và gia đình dẫn ông đến một con đường nơi mà Trần Văn Minh phát hiện ra chị Hương bị vấp ngã và nằm gục tại đó. Tôi xem xét kỹ con đường là nền đất và có đá dăm. Tuy rằng đá dăm cũng có nhiều cảnh sắc, nhưng tổn thương do cảnh sắc của đá gây ra không phù hợp với tổn thương biểu hiện trên xương sọ của nạn nhân, ông Tuyền cho biết. Từ đó, giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền đã đưa ra kết luận nạn nhân đã bị đánh chấn thương sọ não bằng họng súng và thủ phạm đã dùng họng súng thúc rất mạnh và bất ngờ vào đầu của nạn nhân. Vì thế cho nên, nạn nhân không phải bị chết do tai nạn giao thông do ngã xe đạp đầu xuống đường như kết luận của công an thị xã Bạc Liêu lúc đầu. Sau khi có kết luận của bác sĩ pháp y Nguyễn Thanh Tuyền, vụ án đã mở ra hướng điều tra mới. Điều này giúp cơ quan khoanh vùng được các nghi can có súng và biết sử dụng súng. Trần Văn Minh, người yêu cũ của nạn nhân, trở thành nghi can số 1 của vụ án vì Minh làm thủ kho của một nhà máy trong thị xã Bạc Liêu và thủ kho khi đó được phép sử dụng súng. Hơn nữa, Minh là người cuối cùng gặp và đưa xác của nạn nhân về nhà. Thấy con em mình bị đưa vào phòng nghi vấn, gia đình của Trần Văn Minh đã phản ứng rất dữ dội với kết luận giám định của giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền. Họ dựa vào kết luận lúc đầu của công an thị xã Bạc Liêu để khẩn thiết kêu oan. Không chỉ thế, biết được bác sĩ Tuyền là người vùng Bạc Liêu Cà Mau, gia đình Trần Văn Minh đã vận động nhiều người cùng quê với ông Tuyền đến vây trước khách sạn ông Tuyền ở đòi hành hung. Lúc này buộc lực lượng công an phải bảo vệ ông Tuyền đưa đi cửa sau trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay trong đêm. Về mặt chuyên môn, kết luận giám định của ông Nguyễn Thanh Tuyền cũng chưa được cơ quan chức năng chấp nhận ngay. Ông Tuyền cho biết kết luận sau đó đã được đưa ra Hà Nội để thực nghiệm lại rất nhiều lần để khẳng định tính chính xác. Chính vì hai lẽ trên mà với giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền, vụ án này thật sự khó quên. Sau một thời gian thu thập chứng cứ, cơ quan công an triệu tập Trần Văn Minh để làm việc. Tại đây, Minh khai nhận làm thủ kho của một nhà máy trong thị xã Bạc Liêu và được phép sử dụng súng. Sau một thời gian Minh và Hương yêu nhau, hai người có nhiều điểm bất đồng nhưng chưa chia tay. Cũng trong thời gian đó, Minh gặp em họ của Hương là Trần Thu Hằng và đem lòng yêu. Minh biết nếu bỏ Hương để đến với Hằng thì chắc chắn Hằng và gia đình sẽ không đồng ý. Nên hắn đã lập kế hoạch giết chết người yêu rồi ngụy tạo ra một vụ án tai nạn giao thông. Để thực hiện kế hoạch giết người, Minh hẹn Hương đi chơi và giấu sẵn khẩu súng trong người. Rồi dần lúc Hương không để ý, Minh đã dùng họng súng thúc mạnh vào thái dương của Hương. Bị đánh bất ngờ, Hương không kịp phản ứng, gục tại chỗ và chết vì chấn thương sọ não. Trần Văn Minh, cả Sở Khanh giết chị để yêu em đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng bản án tử hình. Còn đối với giám định viên Nguyễn Thanh Tuyền, kỷ niệm từ vụ án đã để lại trong ông những ký ức khó quên của một lần bất chấp hiểm nguy để phụng sự sự thật. Tên của nạn nhân đã được thay đổi. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.